Dạ vâng, em xin chào tất cả các anh chị ạ. Trong video này thì chúng em sẽ review cho anh chị một tác phẩm rất là tuyệt vời ở đây. Đó là một tác phẩm, một cái đĩa trang trí anh chị nhé. Đĩa này là trong đục cảnh là phu thê viên mãn. Vâng, phu thê viên mãn, và đặc biệt hơn là cái chiếc đĩa này có đường kính rất là to và được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta. Gỗ hương ta, chiếc đĩa này liền nguyên khối và bên dưới kết hợp với một cái chiếc đôn, cái chiếc kê kệ rất là độc đáo như thế này. Thì một lát nữa thôi thì em sẽ quay gần hơn vào chi tiết để các anh chị cùng nhìn ngắm và cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm anh chị nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào video ngay bây giờ. Dạ vâng, như các anh chị có thể nhìn thấy đây, tổng thể bố cục mà một tác phẩm rất là hài hòa đúng không ạ? Một bức tranh, đó là một chiếc đĩa, chất liệu là gỗ hương ta nha anh chị nhé, liền nguyên khối. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc đĩa này nó phải là thớ nằm anh chị ạ. Thớ nằm thì các anh chị có thể cảm nhận được nó sẽ là giá trị hơn rất nhiều so với thớ đứng. Đây không phải là một cái nát cắt của một cái đường kính thân cây nào cả, mà đây nó phải là nát cắt nằm dọc theo thớ gỗ anh chị nhé, dọc theo thớ gỗ để nó có thể tạo ra được những cái vân gỗ kiểu như này đó. Nếu mà nó là cái nát cắt mà dọc thân cây thì nó sẽ chỉ là những cái đầu thớ gỗ đâm ra trực diện vào trực diện ra ngoài này đúng không ạ? Vâng, thì nó sẽ không được có những cái đường vân như thế này anh chị nhé. Và thường thì những cái thớ nằm này sẽ giá trị hơn rất nhiều, tại vì là một cái tấm như thế này nó sẽ giá trị gấp mấy chục lần cái tấm mà thớ đứng đó. Nên là gỗ mà để được cái đường kính như tấm này đây là đường kính là 80, đường kính 80 và dày 9 nha anh chị nhé. 80 dày 9 là chúng em phải bỏ đi rất nhiều cái gỗ bên rìa, những cái đường gỗ bên rìa như này không hợp lý là chúng em sẽ bỏ đi rất nhiều rồi. Thì mới cô đọng được, tiện được cái mép, cái mâm, cái đĩa nó tròn như thế này, rất là giá trị. Đó là về phần gỗ này. Em review tiếp cho anh chị về những cái đường nét đục nhé. Thì các anh chị có thể nhìn thấy bối cảnh đây là một cặp phu thê viên mãn, tức là cặp vợ chồng chim khổng tước. Chim khổng tước tức là chim công đấy ạ. Vâng, nổi bật hơn là chú chim chim công này là chú chim trống nha anh chị nhé. Chim trống với cái bộ lông đuôi này rất đẹp đúng không ạ? Được đục chế tác thủ công hoàn toàn. Chế tác thủ công hoàn toàn nên là rất là giá trị. Rất giá trị và đục kênh bong luôn anh chị nhé. Rất có hồn này. Em luồn tay đây các anh chị có thể cảm nhận này. Đó, kênh bong hết từ những cái màu này, cái mỏ, cái đầu và những cái vảy này cũng được chặt vảy kép nhé. Vảy kép tức là có hai lớp vảy đúng không ạ? Vảy ngoài này và bên trong này là những cái đường tròn tròn như này. Đó, được chặt vảy kép luôn, bộ lông được tỉa bằng tay luôn nha anh chị nhé. Tỉa bằng tay này, rất là kênh bong những cái lông như thế này. Đó, anh chị thấy giá trị không ạ? Thấy giá trị rất giá trị từ gỗ nhé. Từ gỗ đến nét đục này, thủ công hoàn toàn và liền nguyên khối. Ok, đây, tiếp theo đây là kể cả em, các anh chị có thể nhìn thấy này, những cái chân này. Đấy không ạ? Những cái ngón chân làm rất là thật. Và kênh nhá các anh chị nhá, đây này, đục kênh này. Em quay nghiêng để các anh chị nhìn thấy được này, cái độ kênh bong của tác phẩm này. Đây, sang đây chú chim công mái đây. Vâng, đây là cô vợ đúng không ạ? Rất là duyên dáng dịu dàng ở bên một đấng phu quân oai hùng mạnh mẽ. Vâng, rất là khí chất. Đó là hình ảnh cặp vợ chồng. Bên cạnh đó là có những năm chú chim con này. Năm chú chim con, số 5 cũng là một số rất là may mắn. Trong đạo Phật thì số 5 luôn là số của nhà Phật đúng không ạ? Còn trong phong thủy thì số 5 này tượng trưng cho những cái lời chúc như phúc lộc thọ khang ninh. Đó, những cái lời chúc rất là ý nghĩa. Thì mời các anh chị cùng thưởng lãm này. Đây là có 5 chú chim con nhé. Hai chú này còn đang mớm nhau này. Đó. Rất là sung túc đề về đúng không ạ? Để tô điểm thêm và làm đẹp thêm cho một bức tranh tổng thể như này, không thể kể đến đó là một cái cây mai cổ thụ và một khóm bông hoa phù dung. Vâng, khóm bông hoa phù dung rất là tuyệt vời đây anh chị ơi, đục thủ công hoàn toàn mà rất là đẹp nha anh chị nhé. Anh chị có thể cảm nhận được cái nét đục này. Ngày nay thì cũng có sự hỗ trợ của máy móc, nhưng mà đây là một cái nét đục của bông hoa mai mà theo lối gọi là lối cổ, nhưng mà được thể hiện rất là kênh bong, rất là tơi, được gọt bằng những cái nét đục. Đây là lấy cả những cái đục mà vũm xuống xong là ốp vô. Đó, tạo được cả những cái nét nhị này. Và những cái cánh hoa mai này có độ tạo ra cho cái bông hoa mai này như kiểu là đang nở đúng không ạ? Đang nở và có độ cong nha anh chị nhé. Tròn trịa từ cái cánh anh chị có thể cảm nhận này.
như bông này là còn có thể có cái cánh là cúp vào luôn đấy, cúp vào. Đây có những cái cành cọc này, đây là cái cành cuối là lụ này, và tất cả đều được kênh bông này anh chị này. Đó, anh chị có thấy đẹp thì cho chúng em xin một lượt thích vào video nhé, để ủng hộ cho những tác phẩm tuyệt vời như thế này và những người nghệ nhân đã rất miệt mài chế tác ra những tác phẩm, và cũng đó là để cổ vũ tinh thần, để cho chúng em không ngừng sáng tạo, tạo ra những tác phẩm rất là đẹp, rất là tuyệt vời như thế này để các anh chị cùng được thưởng lãm, đúng không ạ? Anh chị nhìn thấy không ạ? Những cái bông hoa mai được ốp cánh cong này, đây cánh cong này, cánh cụp này, còn cánh này cánh oẻn này. Đó, còn tất cả những cái cánh này là được lấy từ những cái đục mà khoét vũng xuống rất là tuyệt vời. Đấy, đây là đục thủ công hoàn toàn anh chị nhé, thủ công hoàn toàn. Rất là vui nhộn đúng không ạ? Tiếp theo đây này, những cái bông hoa phù dung mời các anh chị cùng thưởng lãm. Đó, từng cái cánh hoa phù dung này cũng là liền khối hết nha anh chị nhé, cũng là liền khối hết. Đấy, được đục thủ công hoàn toàn với bông hoa phù dung này. Đấy, anh chị có thể thấy là những cái cánh hoa đan xen vào nhau và làm rất là mềm mại. Rất mềm mại, bên xung quanh là những cái lá rất là tuyệt vời. Gồm có 3 bông hoa, và bộ hoa phù dung là gồm có 3 bông hoa chính và những cái lá sum suê, những cái nụ, những cái nọc non, vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bên dưới nền này anh chị có thể để ý là những cái đường vân gỗ vân chìm nhé, vân gỗ vân chìm, gỗ rất là đục nạc, em quay chi tiết kể cả những cái viền này, vâng, xung quanh luôn, để các anh chị có thể cảm nhận được cái vân gỗ nó tuyệt vời như thế nào và cái chất gỗ nó đục nạc đúng không ạ? Anh chị yên tâm. Đó, vân gỗ tuyệt vời, chất gỗ lục nạc, anh chị để anh chị yên tâm nhé. Yên tâm, nếu mà các anh chị yêu mến tác phẩm thì có thể hoàn toàn có thể yên tâm là mình đã được ngắm kỹ rồi đúng không ạ? Ngắm kỹ tác phẩm rồi. Đó, một phần không thể thiếu đó là chiếc đôn bên dưới anh chị nhé. Chiếc đôn bên dưới thay vì chúng em làm bằng những cái kia chiếc kệ mà thô, mà cứng, cáp, vuông, vắn, thì chúng em đã tạo ra cho tác phẩm thêm một cái phần nghệ thuật đây. Anh chị có thể nhìn thấy này, cái chiếc đôn bên dưới để đặt tác phẩm lên này cũng rất là mềm mại đúng không ạ? Rất là mềm mại và tự nhiên. Nó được chế tác từ những cái gốc rễ cây, cũng là gỗ hương ta nha anh chị nhé, cũng là gỗ hương ta, và nó có các cái hang hốc, các cái rễ cây đan xen với nhau như thế kia, rất là nghệ thuật. Trên những cái rễ cây đó thì em tạo được những cái bậc như thế này. Đó, tạo được những cái bậc như này anh chị nhé, để làm sao để các anh chị có thể trang trí thêm đồ, ví dụ như các anh chị để những cái lọ lục bình nhỏ ở đây cũng được này, để những cái pho tượng nhỏ này vào đây cũng được này, đây này cái các cái bậc như thế này, cái chi tiết nhỏ này thôi nhưng có tác dụng trang trí thêm, cho anh chị bày thêm những cái đồ trang trí rất là tốt luôn. Bên này cũng có một cái bậc nữa này, đó, nguyên một cái kệ này nè anh chị, cái đôn này để chiếc đĩa này anh chị có thể là chơi được, kê thêm được 5 tác phẩm nữa, có 5 vị trí để kê tác phẩm nhé. Nó những cái vị trí kê tác phẩm tất nhiên là nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Còn đây là cái thông số kỹ thuật của tác phẩm này anh chị này, mã số là TCG230 anh chị nhé, mã số là TCG230, chiều cao tổng thể là 1m24 này, chiều cao tổng thể là 1m24, tức là cả đĩa cả đôn đấy ạ, 1m24, rộng là 94 này, sâu là 54 anh chị nhé, sâu là 54, riêng chiếc đĩa là đường kính là 80 và dày là 9 phân. Đó, chế tác từ chất liệu gỗ hương ta, đĩa là liền nguyên khối 100%, còn đôn này thì chúng em có khép phụ đằng sau một chút xíu ạ. Đôn em có ghép phụ đằng sau một chút xíu để em quay để cho anh chị ngắm cả mặt sau luôn nhé. Đây anh chị có thể nhìn mặt sau này. Mặt sau em ghép phụ cái gì? Cái rễ cây này. Cái rễ cây này để đỡ cái đĩa này nha anh chị nhé. Cái rễ cây để cao lên để đỡ cái đĩa đấy ạ. Và thêm một phần cái mỏm đế dưới này thôi. Đó, một phần cái mỏm đế. Còn lại là liền nguyên khối hết. Và chất gỗ đằng sau cũng rất là độc đáo đây anh chị này. Đó, đằng sau là những cái rễ cây rất là độc đáo này. Đỡ cái đĩa này. Em cũng quay luôn cả gần cái đĩa để các anh chị thấy được cái vân gỗ đằng sau nó đẹp như thế nào đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời. Rồi, ok. Dạ vâng, em vừa giới thiệu đến anh chị một chiếc đĩa trang trí nhà cửa rất là tuyệt vời. Với chiếc đĩa này thì anh chị khi mà anh chị có không gian kê vừa thì các anh chị không phải trưng thêm, không phải mua thêm bất kỳ những phụ kiện nào nữa, tại vì có sẵn đôn rồi và có sẵn theo bộ của tác phẩm rồi, thì các anh chị về chỉ việc trưng việc chơi thôi. Nếu mà anh chị yêu mến tác phẩm này ạ,
thì đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại em để dưới tiêu đề video nhé anh chị nhé, hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo, chúng em sẽ báo giá qua Zalo cho anh chị ạ. Một tác phẩm em nghĩ là điểm 10 cho chất lượng đúng không ạ, đẹp từ gỗ đến nét đục đến tất cả những cái đường nét nghệ thuật như thế, và rất giá trị. Đặc biệt giá trị hơn đó là chế tác từ chất liệu gỗ hương ta của Việt Nam mình, sản lượng trữ lượng ngày càng quý hiếm và giá trị thì ngày càng tăng. Các anh chị chơi tượng gỗ nó là một cái nét rất là hay, chúng ta chơi được nghệ thuật, chơi được đường nét đục, chơi được ý nghĩa, chơi được cái hồn của tác phẩm và còn bảo toàn được giá trị của tác phẩm anh chị nhé, nó sẽ là những tác phẩm để đời. Ok, em cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều đã xem video của chúng em. Anh chị thấy tác phẩm đẹp thì hãy cho tác phẩm một nút like và đừng quên ấn đăng ký kênh nhé, để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và nếu mà các anh chị thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho những người bạn bè, những người thân của mình được biết. Chắc chắn họ sẽ cảm ơn anh chị rất nhiều về những cái điều tốt đẹp mà tác phẩm mang lại. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Hãy follow, hãy đăng ký kênh của chúng em nhé, subscribe kênh của chúng em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.